Trong ngày thứ hai diễn ra Paris Air Show 2017, triển lãm hàng không Paris, sự kiện đã thu hút sự chú ý với sự xuất hiện của rất nhiều dòng máy bay hiện đại độc đáo đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Boeing, Airbus. Trong ngày thứ hai diễn ra Paris Air Show 2017, một thành viên mới của dòng máy bay 737 thuộc hãng Boeing bán chạy nhất thế giới đã xuất hiện. Sự xuất hiện này đã thu hút nhiều sự chú ý và hứa hẹn sẽ mang về nhiều đơn đặt hàng mới cho Boeing. Buổi triển lãm được đánh dấu bằng màn trình diễn ngoạn mục của chiếc F-35, máy bay chiến đấu tàng hình Mỹ do hãng Lockheed Martin chế tạo. Hãng chế tạo máy bay Lockheed Martin đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng cho một hợp đồng bán 440 chiếc máy bay chiến đấu F-35 có trị giá hơn 37 tỷ đô la Mỹ cho 11 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ. Các đối thủ của F-35 như chiếc máy bay Rafale của hãng Dassault hay máy bay chở hàng quân sự của Airbus, chiếc A400M cũng đã mang lại một màn trình diễn mãn nhãn. A400M được coi là quái vật của lực lượng không quân Pháp, mặc dù Đức cho rằng chiếc máy bay này vẫn còn thiếu các khả năng phòng thủ. Song cũng đã có nhiều nước đặt hàng trước như là Bỉ, Anh, Pháp, Đức, Luxembourg, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với dòng máy bay thương mại, hãng Boeing của Mỹ kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích mới tại buổi triển lãm máy bay lớn nhất thế giới này với việc tung ra chiếc 737 MAX 10. Sự ra mắt của 737 MAX 10 tạo ra một khoảng cách không hề nhỏ với các đối thủ của nó là chiếc A321neo của Airbus. Chiếc A321neo này đã thu hút 150 đơn đặt hàng của các quốc gia trong sự kiện. Triển lãm hàng không Paris Air Show 2017 sẽ mở cửa tự do cho công chúng và tham quan, bắt đầu từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6.